ở trong đây các con có thưa hỏi thầy. Bây giờ thầy thanh định gửi cái bức thư cho thầy, hôm nay thầy kêu thanh định lên. Còn nhiếp tâm như thế nào được chưa? 30 phút. Dạ thì coi như là con nhiếp tâm được 30 phút. Vắng lặng á, thì theo con thấy thì bữa là con ngồi á, con tu tập mà con thấy con cũng ứa nước mắt, con muốn khóc luôn á. Thì vì là con cũng mừng quá, rồi hồi nào bây giờ con chưa thấy tâm mình nó vắng lặng như vậy. Nhưng mà hôm nay nó vắng lặng được như vậy thì con thấy con quá mừng. Con xin thầy là coi như con cứ đi trong đó đó. Thì cái trường hợp đó nó hai cái lẽ đó, mà cái lẽ nào nó đúng thì xin thầy chỉ dạy cho con, mà con tiếp tục con tu. Thì hai cái lẽ đó, một cái lẽ thì con ngồi con thấy là cái tâm mình á, cái lần lăn mà nó dễ chịu, mà coi như là mình ngồi á, cái thời gian mình không có nghĩ đến nó. Còn cái mà một cái phút sau á thì cái thời gian nó kéo dài lâu quá, mà mình ngồi thì 30 phút nó rất là dài. Mà con cũng vẫn là bám theo cái hơi thở, cũng không có cho nó niệm thở. Có khi nó cũng có niệm thở nhưng chứ phải không có, nhưng mà mình đã bám theo cái hơi thở mình liên tục, chứ mình không bám thì nó cũng có cái tà niệm nó phóng ra, không khi nào nó hết đó. Ở đây thì coi như là cái phần nó lân lân đó là cái trạng thái an trú, tức là cái này là cái phần an trú. Còn cái phần mà con ngồi đây mỗi thấy thời gian nó dài là cái phần nhiếp tâm. Con hiểu không? Hai cái trạng thái nó rõ ràng nó khác nhau. Cũng như vậy là con chỉ nghĩ là có phần nó chỉ nhiếp tâm thôi. Không phải đâu, nó an trú con mới thấy là cái thời gian á, khi mình an trú rồi cái thời gian nó trôi qua nó rất nhanh. Con chừng mà nhìn lại 30 phút mình thấy cái thời gian nó không như không có. Đó là an trú, bởi vì nó an trú rồi nó đâu có còn biết thời gian đâu. Cho nên cái thời gian qua rất nhanh, 30 phút rất nhanh. Còn cái nhiếp tâm đó, do đó cái nhiếp tâm là cái thời gian nó còn chi phối ở tâm con. Vì con chưa có an trú mà, nó đâu có lân lân đâu. Cho nên vì vậy đó, con phải thấy, con cứ bị cái thời gian chi phối con, cho nên con thấy sao mà 30 phút lâu quá. Nó lâu quá bởi vì con đang vận dụng cho nên lâu quá. Cho nên ở đây cái sự an trú là cái câu hỏi thứ nhất của con, đó là cái trạng thái an trú, chứ không phải là trạng thái nhiếp tâm. Phân biệt cho rõ. Còn ở dưới này là cái trạng thái nhiếp tâm. Cái trạng thái nhiếp tâm. Cho nên con thấy sau cái thời gian, nhưng mà con nhiếp tâm đúng pháp là con dùng cái câu tác ý. Cứ mỗi hơi thở con đều tác ý cho đến khi 30 phút không hoàn toàn, không có niệm nào. Còn con không tác ý, cho nên con nhiếp tâm cái kiểu của con thì con thấy còn có vọng tưởng vô. Có đúng không? 30 phút mà con thấy thời gian rất dài. Mà vọng tưởng nếu mà không khéo, mình không chú tâm kỹ là nó sẽ vô. Dạ, đúng. Còn nếu kỹ thì nó không vô. Dạ. Có phải không? Dạ, đó là cái nhiếp tâm của con mà cho nên nó thiếu cái pháp, nó thiếu cái phương pháp như lý tác ý. Còn con có cái pháp như lý tác ý, kéo dài lần lượt trên đó, thì nó khoảng thời gian dụng công mà tác ý và hít thở như vậy thì cái thời gian đó nó sẽ nhiếp tâm thôi, chứ nó không có an trú được. Mà nó an trú thì nó không thể nào mà an trú được. Còn trên cái chỗ mà an trú thì nó lại khi chúng ta tác ý một lần rồi chúng ta như con cảm thấy cái trạng thái an trú nó thoải mái, dễ chịu, mát lành, thì đó là nó an trú. Thì cho nên bây giờ con lẫn lộn qua hai cái pháp, cái an trú và cái nhiếp tâm, cho nên con mới đưa ra câu hỏi cái nào mà đúng, cái nào sai. Ở đây thật sự cái nhiếp tâm của con đúng là cái pháp ở dưới là đang nhiếp tâm, cho nên nó còn có thời gian dài và còn có niềm khởi. Còn ở trên con vô an trú, nó an trú cho nên nó không có niệm nữa đâu, mà thời gian rất nhanh, 30 phút rất nhanh, cho nên an trú. Vì vậy mà con chuẩn bị căn bản nhất, bởi vì cái trạng thái mà con thấy dù là con an trú được nhưng mà con vẫn thấy là cái hôn trầm thì như con còn. Không trầm thì bớt nhiều lắm thầy. Bớt rồi. Tại vì con bây giờ là coi như là con đấu tranh với nó ghê gớm lắm. Bây giờ là dứt khoát là con không để cho nó một con miếng nào nữa, mà coi như là từ đúng khi rồi. Cách nay là cũng là hôm năm rồi, tháng năm nay con chiến đấu ghê gớm lắm, nó quay trở lại nó đánh con cái lúc mà 7:30 sáng.
rồi từ bữa 7 giờ rưỡi sáng con chặn được, cái nó quỳ nó lại 4 giờ, 4 giờ con chặn luôn, là dứt khoát không để không nằm không ngồi gì hết. Đó, đó là phải chiến đấu của con. Chừng nào mà trên sự an trú này hoàn toàn là không có cái hôn trầm thì miên xen vô con đánh con, mặc dù là con có gan lì, con chống lại nó liền, con không để cho nó hôn trầm thì miên. Đó là cái tu tập của con đó. Cho nên trên cái sự an trú, khi nào mà con an trú hết cái chỗ này rồi, cái chỗ này an trú hết hoàn toàn, coi tôi coi từ sáng đến trưa chiều ngày mai ngày mốt một tuần lễ hoàn toàn là không thấy bóng dáng của hôn trầm thì miên vào cái thời nào hết. Nó hay lưng phiên con, buổi sáng không có, nó đưa buổi chiều không có, nó đưa buổi tối, buổi khuya, nó lưng phiên nó phá mình. Mà buổi nào mình cũng đánh dẹp nó hết, thì sau này nó hết luôn, không còn có nữa. Mà không còn có nữa thì cái sự an trú của con đó là hoàn tất được cái giai đoạn thứ nhất của con. Con hiểu không? Con á thì con tu tập cái này nó nằm bên cái tầng rồi đó. Ừ. Mà cái tầng rồi nó lẫn lộn với cái khúc dưới đó. Giờ con nghĩ rằng là con đã chắc con bị phạm giới hay gì sai pháp, cho nên từ cái chỗ mà nó không có cái chỗ nó vô cái yên lặng nữa, mà nó làm cái chỗ mình ngồi cái nó tỉnh queo về mà bám theo hơi thở của mình, bám theo hơi thở, mình cố gắng bám theo hơi thở không buông, thì là cứ vậy không mà không thấy cái vô ăn trút. Cho nên từ cái chỗ con nghĩ rằng mình là sai pháp rồi. Không, cái này là nhiếp tâm đó con. Dạ. Cái chỗ này là nhiếp tâm chứ không phải sai pháp, mà nhiếp tâm. Dạ. Đang nhiếp tâm. Vậy thì bây giờ đó là con nghe thầy trả lời con cũng mừng quá. Con mừng quá, vậy là con về con tu cái đó trước. Phải rồi, cái này cho nó đạt cho được hoàn toàn. Dạ. Thì con mới vào an trú. Bởi vì dạ, cái trạng thái mà lân lân này á là cái trạng thái nó còn cảm giác nó mát lạnh rồi này kia, nó là cái trạng thái của an trú. Dạ. Chứ không phải là trạng thái của nhiếp tâm. Thôi vậy là con về con tu lại cái nhiếp tâm đi. Nhiếp tâm cho nó vững vàng. Cho nó không được con bị sai pháp rồi chứ. Ừ. Rồi bây giờ phải tập lại cho nó chỗ đó cho nó. Dạ. Rồi mà nó cũng dễ chứ không còn có khó con nữa đâu. Dạ. Rồi. Rồi. Vậy là con xin thưa với thầy là con cũng mừng cái điểm là cái con ngồi tự nhiên là con bị gì đó nó đúng ra cái điểm là theo cái tâm của mình. Theo con thì con đuổi cái pháp này nó từ cái chỗ bên là ngủ chuyện cái cư xử là thầy biết không, coi như là con cũng cố gắng lắm, tại vì con cũng biết là bên mình hồi nào bây giờ mình làm ăn hoặc là đụng chạm gia chạm gì cái bên cái đó là rất nhiều. Ừ. Cho nên từ chỗ đó là con gần ngồi là con dành trước 5 phút hoặc 10 phút rồi con ngồi con đuổi trước về khoảng đó, tại vì con biết thế nào lát nó cũng ra. Ừ. Thế nào lát cái bình cái ái kiến sự cái sự dục khái ra. Cho nên từ cái chỗ là con mới nói là thôi nha, cái chỗ đó là lát nữa thế nào biết trước rồi khỏi rồi nhé, biết trước hết rồi đừng nhắc nữa, để tu tập, ráng tu tập đi rồi trời mới mốt là về đời đơn người ta, cái người đó là người ơn của mình á, chứ không phải là cái người đó người thù người quét hét của mình đâu. Đúng rồi. Cho nên từ cái chỗ đó còn chặn trước. Cho nên là con mới mau được tới tiến tới chỗ đó chứ không thôi được, đâu dễ. Đúng là cái pháp như lý ta đấy. Dạ. Đúng được cái tâm niệm của mình, cái hoàn cảnh của mình như vậy. Bây giờ tu mình biết nó sẽ ra cái chỗ này, thì con chặn con tắt ý trước, thành ra con mới tiến được. Chứ còn dạ, không chặn nó cứ nó bung ra cái ngõ này, thì cái đó là cái đặc tướng cái tâm tính của con đã truy tìm ra được cái yếu của mình ở chỗ đó. Dạ. Mà mình ngăn chặn trước. À, vậy tốt phải không? Dạ. Bây giờ con về con nhiếp tâm trở lại cho nó thuần thục. Dạ. cái bài pháp đó thì thầy thấy đúng chứ không sai đâu, không phải tật đâu. Còn hôm nay thì thầy trả lời là con cũng mừng quá, tại vì hai cái pháp con không biết pháp nào đúng pháp nào sai nữa. Ừ. Mà con nghi là trong đó có cái pháp đúng, tại vì con thấy là cái tâm mình nó vắng lặng đó. Ừ. Thì con thấy là cái chỗ đó có thể nó đúng rồi, nhưng mà không biết nó đúng như thế nào. Thầy xác định cho con thấy cái chỗ nhiếp tâm và chỗ an trú. Dạ. Nó rõ ràng. Dạ. Phải không? Dạ. Bây giờ con phải lo cái nhiếp tâm này cho vững. Dạ. Thì bước vào an trú thì nó vững vàng nữa. Thì con cũng xin cam đoan với thầy chắc trong vòng 1 tháng nữa con cố gắng cái dữ lắm. Được rồi, 1 tháng nữa thì mài ghê lắm, con không bao giờ con buông cái thời gian. Mà con xin thưa thầy là sao mà con ngồi đủ 3 tiếng gì 3 giờ đồng hồ chịu không nổi, nó bị làm những cái ức chế. Dạ, không được. Cho nên được. Con đi. Thầy bảo cho con bây giờ chỉ có con tu 30 phút thầy thôi. Dạ. Còn vấn đề mà muốn ngồi 3 giờ 4 giờ gì đó sau này rồi hãy tính. Dạ. Nó chưa tới cái giai đoạn đó. Con hiểu không? Đừng dạ, có ngồi luôn liên tục vậy không có được, đừng có tập ngồi. Mà ngay bây giờ tập làm sao mà nhiếp tâm an trú cho được thôi.
không con đi á thì nó đúng là đi thì cũng bảo đảm lắm, ừ. Mà không có đến nỗi mà nó bị niệm thử, ừ. Con cũng cố gắng đi lắm, ừ. Vậy là tốt đó. Như con ngồi là con ngồi ra thì đầu con ngồi được 2 mà con đi 1, ừ. Rồi con bữa con ngồi luôn 3 luôn, thấy nó bị ức chế. À, bị nó 3 luôn là chịu không nổi. Kéo dài quá chịu sao nổi? Dạ. Cái sức của mình khi mình muốn tăng lên như vậy đó thì nó chỉ có ở trên tứ niệm xứ thôi, chứ còn không ngoài cái pháp tứ niệm xứ là con tăng lên là sai hết, yeah. Cho nên con nó bị ức chế liền. Xin thưa với thầy là coi như là con bây giờ là nó đúng ra cái là con có sức khỏe, thế là nội lực, cho nên là từ cái chỗ con tu tập á, ừ. Nó có cái điểm là nó làm cái cho mình đó là khoái chí, mà cái sức của mình là thích thú mà để mình tu tập, ừ. Cái đó là nó có cái nhiệt tâm của nó, nó thích, nó ham thích, cho nên vì vậy mà lúc này mà nếu mà để cái trạng thái nó sẽ mất đi, con sẽ tu tập không nổi. Dạ. Bởi vì cái đó là cái nhiệt tâm, nhiệt huyết của mình, mà nó lại thích tu, đó là cái tốt nhất đó con. Vậy là thầy trả lời vậy là con cũng mừng quá rồi, con về con muốn tu tập. Đáng con cũng sẽ có một ngày gần đây con sẽ lên cho thầy lên tránh. Rồi. À, Quyên Trung con. Quyên Trung đâu? Con lên đi trình thầy con. À, vậy thôi con. Con tu một phút. Vậy con ráng giết tâm kỹ trong một phút đó. Cho nên đừng có để niệm vọng nó khởi vào con. Con ráng tu kỹ lưỡng cho thầy. Ráng tu ít một phút thôi. Rồi ít nữa mình không tu thôi. Tu một phút thì mình cố gắng mình nương vào cái pháp như lý thắc ý, mình thắc ý nó để cho cái ý thức mình nó luôn luôn nó làm việc con, nó làm việc để nó dẫn cái hơi thở của mình để cho mình thở một cách đều đặn, có vậy thôi con ráng tập. Chứ còn khi buổi này tốt buổi kia nó khó khăn hơn thì mình phải cố gắng để tập trung tâm của mình vào cái hơi thở, vào cái câu thắc ý thì con sẽ đạt được trong 4 buổi sáng trưa chiều tối khuya, buổi nào không tu thôi, tu thì đều còn đạt được cái chất lượng, không có nhớ cái ông A ông B ông C nào hết thì mới được, còn nhớ ông A ông B ông C thì con thấy nếu mà nhớ thì con thắc ý, đừng có nghĩ đến những cái người mà con thấy có cái tình mình hay hoặc là có cái tình cảm gì đó mà nó cứ khởi niệm lên cái gì đó là mình biết đó là cái kiết sử rồi. Mình đặt ý trước, mình ngăn chặn trước những cái điều kiện mà nó có thể nó khởi lên cái niệm đó, để rồi con muốn tâm nó trọn vẹn được, mình cố gắng về tập chứ không ráng từ 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 một chút đó sau này tăng dần lên thì tin rằng từ cái chỗ mình làm được cho đến cái chỗ mình không làm được mà mình làm được nó sẽ thuận lợi. Ráng cố gắng rồi một phút thầy cũng thấy rằng tu cũng dữ lắm chứ không phải ít, bởi vì nó 4 buổi chứ đâu phải 1 buổi đâu, cho nên con thấy cái buổi những cái buổi con tu nó tốt rồi có những buổi nó không tốt, phải không? Thì bây giờ con tập tới cái buổi không tốt thì con chuẩn bị thật ý trước những cái điều mà nó có thể nó khởi ra cho con, thì con thật ý đi dừng nó đi rồi con mới ngồi vào con nhiếp thần thì nó sẽ không còn nữa. Nhớ thật ý những cái gì mà mình nghĩ là cái tâm niệm nó hay khởi cái niệm ra cái ông A B ông C nào đó, không thì đó mình biết là nó sẽ những cái niệm đó là những niệm tào lao hoặc là những niệm gì đó thì mình ngăn chặn trước, mình thắc ý trước trong cái giờ tu này một phút nhất định là không có được gì hào trong những cái niệm này, niệm này là cái gì, kiết sử hoặc là gì gì còn nói thắc ý ra để ngăn chặn nó trước, sau đó nó ra để cho mình tập được cho nó quen nó thuần trong một phút mà hoàn toàn nó không có niệm nào hết thì đó là cái giai đoạn đầu mình tu tập thôi. Mình ráng cố gắng không lâu đâu, một thời gian sau thì mấy con 30 phút đạt được, nó không có gì mà lâu đâu, từ một phút ráng cho được thì 30 phút cũng không khó, không khó đâu. Thầy thấy người ta làm được thì con cũng phải làm được thôi, không tu ai hết đâu, mình phải có nghị lực ý chí con để cho mình tập liền thì mình sẽ đạt được kết quả. Con ráng tập nghe lời thầy, ráng tập rồi thầy sẽ khi mà 30 phút được rồi thầy sẽ cho ra ở gần thầy để mà thầy hướng dẫn cho mấy con đi sâu hơn để làm chủ sự sống chết cuộc đời chúng ta, thật sống ra làm con người quá khổ mấy con, 4 cái nỗi khổ rồi sống chết tiếp tục tái sinh luân hồi nữa là cái nỗi khổ của loài người. May mắn chúng ta được ngồi đây mà tu tập
đúng pháp để làm chủ là một cái may mắn rất lớn. Ráng gì tu tập đi. Con có hỏi thêm thầy gì không không? Con cố gắng tinh tấn. Trong cái vấn đề minh nhân của con tu tập vậy là phải ráng cố gắng đó con. Tiếp tục để giữ gìn cái căn cứ địa của mình cho nó trọn vẹn, để đừng có vọng tưởng rồi nó xâm chiếm, đừng có cái niềm ác nó tác động vào thân mình. Nhớ tu tập cho nó kỹ đi con. Dạ hạnh con. Khá thầy thôi con, khá thôi. Thầy thấy con tu tập khá lắm con. Nó còn một vài chữ, một vài cái thời gian tu tập mà chữ đen, tức là nó chưa đạt được chất lượng phải không con? Do đó thầy thấy nhìn trong cái bảng mà con viết ra đây á, thì coi như là con đã đạt rất nhiều. Thay vì nó chính cái thời gian tu tập đó thì nó còn có 2 hoặc là 4, thì mấy con thấy chính cái thời gian mà còn có 2 thì con thấy cái sự mà mình đã đạt được cái kết quả nó nhiều hơn không kết quả. Vậy thì cố gắng con, còn chút nữa, còn một chút nữa là mấy con sẽ được gần ở bên thầy để mà tập cao hơn. Ráng cố gắng. Thầy thấy như vậy là cái thời gian mấy con thấy quá nhiều, 1, 2, 3, 4, 5, 6, còn cái thời gian kia nó chỉ có 1, đó là buổi sáng, rồi buổi sáng chiều tối khuya, 4 thời gian sáng chiều tối khuya. Mà con thấy buổi sáng có buổi hoàn toàn là không có một cái đạt được chất lượng hết. Rồi cái buổi chiều thì nó chỉ có cái khoảng thời gian có 30 phút khoảng thời gian đó thôi, rồi nó hoàn toàn con cũng đạt. Con thấy không? Nó cái đạt nó nhiều hơn là cái mình chưa đạt. Vậy cố gắng tập nữa, tập cho thuần thục, cho hoàn toàn, lúc nào nó cũng đạt được cái chất lượng cao hơn. Con đáng khen lắm, ráng cố gắng. Ghi quá rõ ràng, nhìn vào cái biết con tu tập đạt kết quả rất nhiều, còn cái chưa kết quả thì nó rất ít, con hiểu không? Đó, cố gắng và đồng thời ghi như thế này để kiểm tra nó dễ dàng hơn con. Và cái sự tu tập của các con nó sẽ kết quả tốt, càng lúc càng tốt hơn. Cố gắng con, cố gắng. Và đồng thời tu tập vậy là thầy rất mừng và phù thể thực tế lắm con. Con thấy cái này con. Dạ. Khá thầy thôi con. Hôm qua bức thư của con hỏi Nguyễn Hữu Quang, con Nguyễn Hữu Quang con. Con xá thầy thôi con. Bởi vì như thế này, dù sao đi Hòa Thượng Thanh Từ cũng là thầy của thầy. Cho nên mỗi lần mà thầy về thăm Hòa Thượng đều là thầy có khéo léo nhắc nhở, để thầy biết rằng cái pháp thiền Đông Độ nó sẽ không làm chủ được sự sống chết và bệnh tật. Cho nên Hòa Thượng hay bệnh đau và phải uống thuốc, phải đi nằm viện, rất là một tu sĩ rất là khổ. Cho nên thầy cũng có khuyên lơn Hòa Thượng. Nhưng con biết rằng trong nước cũng như ở các nước ở ngoại quốc rất là nhiều. Con ngồi xuống đi con đừng quỳ con. Ngồi xuống đi, thầy cho phép con quỳ mỏi chân lắm thôi. Con cứ ngồi xuống thôi. Từ xưa tới giờ, đã từ lúc mà Hòa Thượng đã triển khai con đường thiền Đông Độ, lấy pháp hy vọng mà làm pháp tu cho mình, cho đường lối thiền, thì đã triển khai và gieo một cái niềm tin rất lớn và nhiều người ở trong nước cũng như ở ngoại quốc. Mà hiện giờ Hòa Thượng nói nó sai là một điều rất là đau khổ. Thứ nhất là đau khổ cho mọi người theo mình, tại vì người ta sẽ cách Hòa Thượng. Tại sao Hòa Thượng biết sai nó muộn màng quá mà Hòa Thượng lại dẫn dắt một số người quá đông, rất tội người ta. Rồi bây giờ Hòa Thượng tuyên bố vậy thì quá tội. Và đồng thời thì thầy cũng nghĩ rằng Hòa Thượng đã đi sai như vậy mà Hòa Thượng tuyên bố lại như vậy thì rất tội cho Hòa Thượng, rất tội nhỉ? Không thể nào làm gì khác hơn hết. Cũng như mấy con biết rằng các vị Hòa Thượng tôn túc lớn tuổi, dù là tu Pháp Hoa, dù là tu niệm Phật, nhưng hiện giờ họ gặp được cái bộ sách của thầy, họ không dám tuyên bố một lời nào hết, nhưng họ biết đó là con đường đúng, cho nên họ ngầm họ lén tu. Con biết họ nỗi khổ của họ lắm.
chúng ta thông cảm những cái bậc tôn túc, những cái bậc hòa thượng trong giáo hội của chúng ta. Họ biết cái con đường sai, nhưng bây giờ họ tuyên bố rằng mình sai thì không thể được. Bởi vì trước Phật tử quá đông, và mọi người từ lâu tới giờ mình tuyên bố tu cái pháp này hay thuyết giảng như vậy là đúng. Mà bây giờ đọc lại sách thầy thì họ biết mình sai, không đúng, vì nó không thực tế, nó chỉ lý thuyết suông, tu như vậy nó kết quả những gì. Còn đọc qua sách thầy thấy thực tế rõ ràng. Cho nên các vị đều ngầm mà tu, ngầm mà tu. Ở đây thầy không nói những danh từ của các bậc hòa thượng tu túc ở trong giáo hội đó, nhưng mà thầy biết họ đang tu pháp thầy. Thì con biết như hòa thượng Thanh Từ là vì một cái chướng duyên đó mà không thể nói được với con. Thầy cũng thông cảm và mấy con cũng thông cảm cho hòa thượng. Nhưng ở trong thiền viện của hòa thượng, vẫn có những người họ đang theo pháp thầy chứ không phải không. Bởi vì thầy nói khi hòa thượng qua phần rồi thì cái con đường mà tu tập mà của thầy dựng lại của chánh pháp của Phật thì chắc chắn không ai mà bỏ cái pháp này, họ phải theo thôi. Bởi vì trên đường, cái đường duy nhất của đạo Phật chỉ có con đường này, không còn con đường thứ hai. Mà thầy là người dựng được, mà dựng được là do kinh nghiệm tu của thầy. Thầy nói ra bằng cái kinh nghiệm của thầy, cái sự hiểu biết ở trong kinh sách, Quyên Thủy, không phải là có mình thầy đọc mà rất nhiều người đọc, mà thầy đọc nó bằng kinh nghiệm tu chứng của mình, làm chủ sự sống chết. Mà mục đích của đạo Phật đưa ra làm chủ sinh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi. Con hiểu chỗ đâu? Cho nên vì vậy mà thầy lại, cái pháp mà thầy triển khai qua kinh nghiệm của mình, nó đúng như những cái lời của Phật dạy trong kinh, đúng như cái nghĩa của lời Phật dạy trong kinh. Còn những người khác tu chưa chứng thì họ đọc cái sách này của Quyên Thủy, họ lại hiểu cái nghĩa khác nữa. Cũng cái câu đó mà kinh nghiệm của thầy phải biết tu cái chuyện đó, mà cũng cái câu đó mà không có kinh nghiệm mà tu chứng thì lại hiểu cái nghĩa khác. Bởi vì hầu như họ hiểu cái nghĩa của nó bằng cái kiến giải của kinh sách Đại Thừa, cho nên nó biến ra kinh sách Quyên Thủy nó lệch mất. Bởi vì trước khi họ nghiên cứu kinh sách Quyên Thủy thì họ đã thâm nhập kinh sách Đại Thừa, cho nên nó hiểu cái lời của Phật dạy, nó qua cái nghĩa lý của kinh sách Đại Thừa, cho nên nó làm lệch mất. Các bậc tôn túc hòa thượng từ xưa cũng vậy, thầy tổ truyền cho mình cái tư tưởng hiểu biết là hiểu biết của Đại Thừa. Cho nên bây giờ đọc lại kinh sách Quyên Thủy họ thấy quá thấp, Phật nói thì cũng cái nghĩa quá thường, đâu có cao. Đó, cho nên vì vậy mà họ cứ bám víu vào Đại Thừa mà thôi. Hôm nay họ đọc lại những cái lời mà thầy viết ở trong kinh sách, mà do từ lời của Phật dạy, bằng cái nghĩa thực, bằng cái hành động tu thực, cho nên nó quá cụ thể rồi đó. Như hồi nãy con có nghe thầy nói về cái nền đạo đức nhân bản nhân quả. Nếu mà cái nền đạo đức nhân bản nhân quả này đã chuyển nó thành một cái môn học đạo đức cho các trường lớp, thì thế hệ con cháu chúng ta sau này là những con người có đạo đức hết. Thì trên thế gian này không còn sự xung đột và không còn chiến tranh. Đó là điều đúng, không có còn ai cãi. Nó bị cái nền đạo đức của loài người rồi. Con thấy đó là một cái thực tế mà hôm nay thầy triển khai để mấy con thấy rằng Phật giáo nó thực tế vào cuộc đời, đem lại hạnh phúc cho con người mà. Cho nên về vấn đề hòa thượng thì nó chưa có đủ duyên, thì không thể nào mà bây giờ mà thầy đưa sách vở về cho nó làm động những cái tu viện của hòa thượng. Rồi từng đó con biết không, hòa thượng mình phải thương thầy mình chứ, hòa thượng ăn nói làm sao đấy. Cho nên vì vậy kinh sách thầy lén luồn vào trong đó mà thôi, nghĩa là ai có duyên thì gặp và đọc không, rồi họ sẽ lén theo thầy chứ không dám tuyên bố ra. Cũng như thầy nói, bây giờ cái làng mai của hòa thượng Nhất Hạnh coi nó ồn ào vậy đó, coi các tập thể nó đông đảo vậy đó, nhưng mà sự thật sách vở thầy nó cũng có luồn trong đó rồi. Bởi vì kỳ trước thầy Nhất Hạnh về nước thì đã có những người đệ tử của thầy Nhất Hạnh về đây, một cái cô người Thái Lan và một cái cô người Pháp, và đồng thời có một cô người Việt. Ba chị em của những người này tách cái đàn của thầy Nhất Hạnh đang thuyết giảng ở Hồng Ngôn, ở chùa Hoằng Pháp. Thì ba người này họ lén họ đi lên trên này, lên trấn bàn, rồi họ thăm thầy,
và đồng thời họ xin kinh sách thầy cho. Cho nên thầy biết rằng kinh sách của thầy nó vẫn luồn trong lòng ai, nhưng mà nó âm thầm, nó không có để thầy Nhất Hạnh phát giác ra phiền hà. Nó có vậy thôi chứ không dám tuyên bố, bởi vì nó lật ngược lại hết. Cho nên cái đường lối của thầy Nhất Hạnh thật sự đường lối một cái giai đoạn đầu tỉnh thức mà thôi mấy con, tỉnh thức mà thôi. Nhưng mà thầy Nhất Hạnh dùng chữ tỉnh thức nó chưa đúng nghĩa, bởi vì cái tỉnh giác nó đúng nghĩa để mà xả cái tâm của mình chứ không phải tỉnh thức. Thành ra do đó, đó là một cái giai đoạn đầu của sự xả tâm mà thôi. Trong cái pháp của thầy Nhất Hạnh đang giảng nó chỉ cái giai đoạn đầu, cho nên giai đoạn sau thì thầy Nhất Hạnh không biết. Bởi vì thầy Nhất Hạnh có làm chủ sự sống chết mình chưa, cho nên thầy đâu có biết đâu mà pháp nào đâu dạy cho đệ tử mình. Bây giờ cứ các đệ tử này cứ thấm nhuần cái pháp xả tâm này thôi, coi như tâm mình được an ổn, thế này thế khác thôi chứ còn cách nào khác đó, không hiểu. Cho nên thầy nói như vậy để mấy con thông cảm và hiểu biết những cái bậc như Hòa Thượng Thanh Từ hoặc là thầy Nhất Hạnh, mình không nên làm động các bậc tấn túc tội nghiệp họ đó. Họ đứng ở trong cái chỗ đó mà bây giờ dục đổ ngược lại hết thì họ còn gì mà đất sống nữa. Tại sao họ là những người cũng thông suốt như vậy mà tại sao không hiểu Phật pháp, mà tại sao không lo tu mình cho giải thoát rồi mới dạy người, để rồi mình chỉ lấy cái kiến giải đó mà đi ra dạy người, người ta sẽ trách quý thầy lắm đấy. Nhưng chúng ta những bậc như Hòa Thượng Thanh Từ là những bậc thầy của thầy, thì chúng ta để cho nó sự im lặng, nó bình an cho quý thầy. Thì sự vô thường thì chắc chắn là quý thầy không tránh khỏi rồi, sẽ có một ngày nó đi, một ngày đó đi. Thầy chỉ còn có tha thiết làm sao giúp được thầy Thanh Từ cái ngày cuối cùng mà thầy ra đi một cách tự tại. Thầy ôm cho chặt được cái tâm bất động, cái chân lý của Phật giáo, cái niết bàn đó để mà thầy ra đi không còn tái sanh nữa, là cái sự đền ơn của thầy đối với thầy Thanh Từ. Thầy chỉ mong như vậy, thầy ý chỉ như vậy thôi. Không về. Con thích chánh trí. Chánh trí đâu con? Chánh trí con đá thầy thôi con. Đá thầy, con ngồi xuống đi con. Đá đi, nghe thầy dạy đi. Khi mà con quán một vấn đề gì đó thì con không có cần vận dụng về định niệm hơi thở. Con cũng không cần mà vận dụng về tỉnh thức ở trên tâm con ạ. Mà con chỉ cần có cái là con quán tư duy một cái vấn đề nào đó, con quán để rồi con tác ý thôi. Con chỉ dùng câu tác ý thả cái tâm mình trên cái niệm đó cho nó trở về sự bất động, thanh tạng, an lạc vô sự tâm con thôi. Con nhớ vậy đó, con về con tu tập con. Thưa trưởng lão, còn cái vô ký thì cứ để nó tự nó đi hay là có pháp để mà loại bỏ vô ký? Có chứ con, có pháp để loại bỏ vô ký. Nếu mà khi mà con bị vô ký thì chỉ có cái pháp mà con đi kinh hành nó đã sẽ hết rồi. Con sẽ về dùng cái pháp đi kinh hành là phá vô ký, thấy không? Đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác đó con. Cảm ơn trưởng lão. Theo câu hỏi của con cũng còn con ngồi xuống đi con. Vấn đề bệnh của con thì mình lợi dụng cái bệnh của mình mà dùng pháp như lý tác ý để mình nhiếp tâm, để mình nhiếp tâm thôi. Bây giờ thí dụ như tay gì tác ý hít vô tôi biết tôi vô, thở ra biết tôi thở ra, thì con dùng cánh tay của con đưa ra đưa vô, thì con tác ý theo cái câu để đuổi bệnh theo cánh tay mà ra thôi. Bây giờ cái bệnh gì, theo cái ví dụ như bây giờ cái bệnh thừa hơi của con phải theo cánh tay mà ra thì con đưa ra, cái thân không bệnh thừa hơi theo cánh tay mà vào thì con đưa vào. Tức là mình nhiếp tâm ở trên cái câu tác ý của cái đuổi bệnh. Vì vậy mình có cái thân bệnh, mình cứ bền chí như vậy thì một thời gian sau cái thân mình hết bệnh mà mình lại nhiếp tâm được, chứ bây giờ an trú chưa được đâu, con hiểu không? Cho nên trong khi mình nhiếp tâm chưa được, suốt trong 30 phút mà tác ý như thế này, cái thân bệnh thừa hơi này theo cánh tay mà ra thì con đưa ra, con chú ý cánh tay ra, cái thân không bệnh thừa hơi này theo cánh tay mà vào thì con đưa vào, rồi con tác ý nữa
cái thân bệnh thừa hơi này theo cánh tay mà ra, thì con đưa ra và tu suốt như vậy, bắt đầu từ 15 phút rồi cho đến 20 phút rồi 30 phút thì nghỉ. Còn nếu mà tập từ từ thì con sẽ tập từ 10 phút hoặc là 1 phút cho đến 10 phút tập, cứ dùng cái câu tác ý đuổi bệnh thôi, bởi vì mình là người có bệnh. Mình là người có bệnh để trở thành một cái nội lực trị bệnh, chứ không phải mà lợi dụng cái trị bệnh đó mà trở thành cái pháp nhiếp tâm, để sau này mình đi vào an trú, khi thân nó hết bệnh rồi để mình luyện pháp an trú, để khi mà an trú được mình vào tứ niệm xứ cho nó dễ dàng. Mà trong khi vào tứ niệm xứ thì cái thân bệnh mình nó không có bệnh nữa, nó an trú rồi mà, nó làm sao nó bệnh được. Cho nên bây giờ là mục đích của mình dùng cái câu tập ý là đuổi, là đuổi cho sạch bệnh, chứ không có phải mà tu pháp nào cả hết. Nghĩa là bây giờ con tu tứ chánh cần cũng không quan trọng bằng cái tu cái pháp mà xả cái bệnh của con, mặc dù là tâm con nó còn lăng xăng này kia, thì lúc bây giờ con không tu tứ chánh cần, nhưng ít ra con cũng có những cái tri kiến để xả từng cái niệm đó, cái sức quán của con hiểu không? Cho nên vì vậy mà nó đến nó nghĩ ngợi như ngồi chơi, nhìn cái chưa tới giờ tu thì mình ngồi chơi vậy mà nó nghĩ cái gì đó, thì con nên để cho nó suy nghĩ nhiều, nó làm cho dao động tâm mình, con hiểu không? Mà mình bắt đầu mình quán cái niệm đó, mình xả nó đi, không kéo nó lôi mình nghĩ ngợi lo lắng, nó làm cho cái tâm, cái tình cảm thương yêu của mình đối với gia đình, nó làm cho cái tâm của mình nó bị ác pháp, bị ác pháp, cái niệm đó nó làm cho tâm mình nó trở thành ác pháp. Cho nên do như vậy đó thì mình quán xét từng cái niệm đó để rồi mình xả nó đi, để cho cái tâm mình trở về bình thường an ổn, để một lúc nữa mình vào mình tu tập, mình xả cho được cái bệnh mình. Cái mục đích là con hiện giờ cứ xả bệnh thôi chứ còn không thấy gì, nhưng mình lợi dụng dụng vào cái chỗ xả mà tu nhiếp tâm, tu nhiếp tâm, con hiểu không? Đó, có vậy thôi. Thì còn cái vấn đề hôn trầm thì miên á, thì con sẽ sử dụng những cái pháp chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành này kia để phá nó thôi, chứ nó chưa phải chính đâu. Chính là phải phục hồi cái thân bệnh của con mạnh khỏe con mới đi tới được nữa, chứ còn thân bệnh như vậy là đi tới nó không có tu nổi, vô tứ niệm xứ mà nó còn thừa hơi thì không, thì đi ra liền tức khắc, ở trong tứ niệm xứ nó đuổi ra liền tức khắc, nó không cho mình ở trong pháp nó tu. Bởi vì tứ niệm xứ là một cái tâm bất động an lạc cả mới được ở trong đó mà tu tập, còn nó không được thì tức là mình còn ở ngoài các pháp đó thì không thể mình vô được. Cho nên buộc lòng cái thân mà còn bệnh là không bao giờ vô pháp tứ niệm xứ được, bởi vì vô mấy con giữ không có, nó không có phương pháp để đối trị cái bệnh, mà nó chỉ còn cái trạng thái bất động thanh thản mà thôi. Do đó mấy con thân bệnh mấy con không thể nào có cái chỗ mà con trị được cái bệnh ở trong đó được, thành ra nó làm cho các con mất cái trạng thái của tứ niệm xứ đi. Mà mất trạng thái tứ niệm xứ làm sao tu được, bởi vì nó là cái trạng thái của tứ niệm xứ, là cái trạng thái giữ gìn và bảo vệ chân lý, cái diệt đế đó. Chỉ có pháp tứ niệm xứ nó mới làm cái chuyện đó, còn các pháp khác nó ngăn ác diệt ác, nó quét tất cả những cái thô. Cho nên trên tứ niệm xứ mà còn niệm còn hôn cầm thì miên là không có được gì hào, không hiểu chỗ đó không? Thì vậy mà cho nên thân mấy con mà có bệnh á, thì bắt đầu bây giờ mấy con phải ở ngoài này á, mấy con đối trị cả pháp này ly cho sạch, bởi vì ly dục ly ác pháp nè. Mà ly dục ly ác pháp thì nó có cái cảm thọ trên thân rồi, mà ly chưa được còn bệnh mà gọi muốn vô tu tứ niệm xứ thì không có được. Bởi vì có thân bệnh thì vô đó cái bệnh nó hiện ra thì mình có sức nào mình chịu nổi, mà ấy nó hiện ra là mình đã mất tứ niệm xứ rồi, mà mất tứ niệm xứ rồi thì lấy cái gì mà tu. Đã là cái pháp ở trên tứ niệm xứ đó là cái chân lý, cái pháp chân lý rồi, cái chân lý phải nó hiện tiền, lúc nào nó cũng hiện tiền ở trên đó, mà nó một niệm thì nó mất rồi, nó đi ra khỏi cái tứ niệm xứ rồi. Có ai bây giờ mấy con thấy thanh thản là như sự ai cũng có cái chân lý hả? Mà trong khi đó cái chân lý mấy con nó không có ở bám đó thì mấy con làm sao ở trên đó mà gọi là tu tứ niệm xứ? Bây giờ có niệm khởi ra nó tiêu rồi, nó không còn, nó mất cái trạng thái đó liền tức khắc, nó đâu còn, cho nên đâu có gọi là ở trên tứ niệm xứ. Còn người ta ở trên tứ niệm xứ thì luôn luôn cái trạng thái nó luôn luôn nó duy trì, luôn luôn nó kéo dài từ giờ này đến giờ khác, gọi là tứ niệm xứ. Mà bây giờ chúng ta cái thân bệnh thì chúng ta chịu nổi trên cái sức của bất động không, mà nó cả cảm giác mà cái sự đau ở trên đó thì nó đã làm mất rồi, nó mất cái trạng thái tứ niệm xứ. Mình biết đau là mình đã mất rồi,
còn ở đây các con biết đau, nhưng mà các con còn có thể nhiếp tâm một an trú tới cái pháp an trú đó, mà nó còn cái cảm thọ cũng chưa phải là an trú, còn đang ở trên sự nhiếp tâm đủ bệnh. Đó, bây giờ trong lớp của chúng ta, người nào mà có bệnh á, mà nói rằng tôi nhiếp tâm, tôi an trú được 30 phút mà thân đau nhất, thì mấy con có thấy an trú được không? Đâu, vậy thì ta sai pháp rồi. Cho nên khi mà an trú rồi thì cái thân nó không có đau nhất thì mới an trú. Còn bây giờ nhiếp tâm thì nó cái thân đau nhất còn có thể nhiếp tâm được. Nhiếp tâm được. Mục đích của nhiếp tâm thì nó phá cái vọng tưởng, chứ nó không phá được cái cảm thọ đó đâu. Còn cái an trú tâm nó phá cái cảm thọ, nó phá cái cảm thọ. Nó có thể, còn cái nhiếp tâm nó có thể nó phá cái hôn trầm thì miên, nhưng nó phá cái thô, chứ cái vi tế nó phá không nổi, cái nhiếp tâm nó phá không nổi. Cho nên khi mà cái hôn trầm thì miên nó đến tối tắm thì mới còn nhiếp không vô, nhiều nó phá không nổi. Còn nó sơ sơ thì mới còn nhiếp tâm được, không còn phá được. Cho nên trong cái bài pháp nhiếp tâm đó, con lưu ý giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết, để nó phá cái hôn trầm thì miên, nó an trú, nó mới an trú được. Chứ còn không có, còn hôn trầm thì miên nó an trú không được. Nó rõ ràng mà. Cái bài pháp nào nó cụ thể, nó rõ ràng cái bài pháp này. Cho nên ở đây cái mục đích mà con đau thì con đang tập nhiếp tâm đuổi bệnh, mà đuổi bệnh ra được khỏi thân con bằng pháp nhiếp tâm thì đi qua pháp an trú rất dễ dàng. Bởi vì mình trải qua cái thời gian tu tập đó thì cái pháp nhiếp tâm thuần thục. Thay vì người ta hít vô thở ra hoặc đưa cánh tay ra vô thì con tác ý bằng câu khác thôi, nhưng mà cái mục đích để phục hồi lại cơ thể của mình cho nó thật là mạnh khỏe, không còn thừa hơi nữa, để cho mình tiến tới mình tu tập cho tốt. Con còn hỏi tại gì thêm con không? Dạ, trong đó con trong cái việc khó con đủ bệnh đó thì bình thường thì con cũng vào mà con tu tập đủ bệnh thôi, để trong 10 phút của đầu có thể thừa hơi được trong nửa nửa ngày không tập thì trên cái sự mà như hơi thở hoặc là đưa cái tay ra vào thì con thấy như hơi thở con, bây giờ con hơi thở thì không có lộn như trước nữa, nó rất là bình an. Mà chỉ có khi mà nhíp tâm vào trong tâm hành thì bắt đầu có thân bệnh đỡ ngay trong chân mày. Thì con tình lại cái câu nói đó với con, nghĩa là sao? Nghĩa là con nhíp tâm như thế nào mà nó như thế nào, con tình lại cái chỗ mà con vừa nói. Kính thưa thầy, như trong lúc mà con hít thở, ví dụ như con đã thấy là sau khi con ngồi rồi cái thằng người đông chính ngay thẳng rồi thì cũng không đã thấy là và tự hơi khi mà tự rồi mà theo thở này mà ra thì con hít vô và thở ra, xong rồi con mới thấy, đã thấy một lần nữa và con tiếp tục thở, hơi thở để tiếp tục như vậy thì hơn khoảng cả 10 phút trở lên thì bắt đầu trong cơ thể con nó thừa hơi ra. Khi mà thừa hơi ra như vậy nó làm căng bao tử thì đó nó mới gây ra đau, từ cái đau đó nó sẽ đánh hôn trầm, nó rất là mạnh. Nếu mà trong lúc này mà còn nhiều lúc con thấy như vậy, con mới sử dụng cánh tay đưa ra vào, hai con hơi thở con đang dùng sử dụng cánh tay đưa ra vào thì nó bớt được hôn trầm thì mi trong lúc đó sẽ đi lại được thời gian. Vậy trong thân này con nghe hỏi là trong một thời cũng như vậy, con có thể vừa dùng cánh tay vừa dùng hơi thở được hay không? Không, dùng một thứ. Bởi vì theo cái điều kiện mà con trình bày như này đó, thì con nên dùng cái cánh tay của con thôi, chứ không có nên dùng cái hơi thở thì nó thừa hơi, nó dễ sanh ra cái trạng thái thừa. Còn cánh tay con cứ dùng cánh tay con mà tu tập thôi. Dạ, cứ thấy là cánh tay con chưa dùng nó cũng vẫn bị như cái hơi thở như vậy. Nó cũng vậy. Vậy thì cả hơi thở và cả cánh tay nó đều có một cái trạng thái như vậy, thì cứ ôm cái tay mà tu tập thì tốt hơn. Bởi vì thân thành nội là cái hơi thở, hơi thở thì nó dễ làm cho rối loạn cái cơ thể thừa hơi của mình mau nhanh chóng hơn, thì cho nên cứ sử dụng cánh tay thôi. Bởi vì con chỉ duy nhất là bây giờ ôm cánh tay thôi, chứ còn không cách nào khác hết, để cho nó tránh gây rối loạn cho cái cơ thể của mình thêm. Chẳng hạn bây giờ con dùng hơi thở thì sự tập trung trong hơi thở thì nó có gây cái sự mà
mất bình thường của hơi thở rồi. Mà mất bình thường của hơi thở thì cái bệnh của con sẵn có đó mà mất bình thường thì nó phát động lên liền, nó hoạt động lên liền, cho nên con bị thừa hơi ngay liền. Cho nên vì vậy mà con cứ đưa cánh tay con tập như thế này để cho cái thần hình hoài nó không có hoạt động ở trong thân. Bởi vì mỗi hơi thở của con thì cái tim gan phèo phổi đều hoạt động, đều có sự hoạt động theo. Cho nên khi mà hơi thở dừng rồi, tất cả cái nội tạng của chúng ta nó cũng dừng theo, nó không hoạt động. Thậm chí như hơi thở con ngừng lại thì mạch máu không có, nó không lưu thông, nó đứng lại. Cho nên người ta khi người chết máu nó đặt lại, cho nên nó không có tự hoạt động được. Cho nên hơi thở là cái sự quan trọng cho nội tạng của chúng ta. Vì vậy mà bây giờ chúng ta tu tập hơi thở là chúng ta hoạt động trong nội tạng chúng ta theo cái đặc tướng của chúng ta. Nếu tu tập được hơi thở thì nó rất mạnh, rất mạnh, vì tất cả nội tạng của chúng ta nó đều quan trọng theo cái hơi thở của chúng ta, nó hoạt động theo hơi thở đó. Còn cái cánh tay thì nó con có đưa ra thì nó cũng hoạt động như vậy, mà con không đưa ra thì nó cũng hoạt động như vậy. Cho nên con đưa ra để mà tạo cái thế để cho mình tác ý, tạo thành cái lực của ý thức, và đồng thời cái sự nhiếp tâm của mình trên cánh tay thôi, để cho cái bệnh của mình hết rồi. Bởi vì các con phải nỗ lực tin tưởng vào cái pháp Phật, tác ý là bệnh gì nó cũng sẽ qua. Còn mình tin tưởng một cái phần nhỏ nào đó mà chưa đủ cái niềm tin ôm chặt pháp tác ý, thì thầy tin rằng chưa có đủ niềm tin là gì, mình thấy tác ý hoài mà bệnh mình không hết. Bởi vì cái nghiệp của mình nó quá nặng, nó quá nặng. Còn cái pháp tác ý của mình nó mới đây, nó chưa có đủ cái lực của nó, cho nên nó phải tương đương với cái nghiệp lực của mình, và nó cao hơn thì mình tác ý ngay liền là nó chuyển đổi liền thứ khác. Còn cái pháp tác ý của mình nó chưa có một cái lực mạnh, mà cái lực của nghiệp thì nó cao vút như trên núi cao, trên đỉnh núi, thì cái sự mà giữa cái nghiệp và cái câu tác ý nó không có tương đương nhau, thành ra nó không có chuyển được. Vì vậy mà mình cứ mỗi lần đưa ra vô là mình quân thêm một cái câu tác ý đuổi bệnh, và nhiều lần câu tác ý đuổi bệnh nó mới gom lại thành cái lực của nó. Thì một ngày nào đó mình tin chắc rằng Phật dạy như vậy là đúng, là vì không có tác ý thì lậu hoặc sẽ sanh và tăng trưởng, và có tác ý thì lậu hoặc có sanh thì nó cũng bị đàn diệt. Con thấy cứ rõ ràng lời Phật đã nói mà. Cái đó là những cái lậu hoặc mà trên thân của chúng ta có cái gì mà phiền não đau khổ bệnh tật cái gì đều gọi chung nó là lậu hoặc. Lậu hoặc mà giờ tác ý nó thì lậu hoặc nó sẽ không sanh và nó sẽ không tăng trưởng. Và bây giờ chúng ta đang ở trong cái nghiệp, mà cái khối nghiệp của nó, cái lực của nghiệp nó quá lớn, cho nên chúng ta tác ý nó chưa có nhằn nhò, nhưng nó đã mài mòn cái nghiệp đó rồi. Dù chúng ta chưa có cảm nhận được một cái sự mà giảm bớt đi, nhưng mà nó vẫn mài cái khối nghiệp đó, nó làm cho mòn, cho đến khi mà cái khối nghiệp đó nó hoàn toàn nó đã mòn sạch ra, thì chừng đó chúng ta sẽ không còn đau mình nữa. Nó sẽ mài mòn hết. Cho nên Phật Pháp rất hay, nhưng cái niềm tin chúng ta chưa đủ, cho nên chưa bền chặt, chưa bền chí. Vì vậy mà trong khi con ở đây thì cũng có cái niềm tin, nhưng mà vì chưa có biết cái pháp tu, cho nên lúc thì tu hơi thở, lúc thì tu cánh tay, do đó thì hoang mang dao động, không biết cái pháp nào là mang kết quả lợi lạc sớm mau. Đừng nghĩ là cái kết quả sớm tốt, sớm là tốt không phải, mà tu đúng pháp là tốt, tu đúng pháp. Còn bệnh đau mặt mày, tao tu là đuổi mày, mà mày bây giờ không đi thì ngày mai đi, ngày mai không đi thì ngày mốt phải đi thôi. Điều đó đó là Phật đã xác định được cái điều này, cho nên ta bền chí kiên gan và đẩy lui cái bệnh này ra khỏi thân. Thì như vậy con sẽ làm được tất cả những cái điều này. Cố gắng, chỉ có cần ôm cánh tay mà thôi, đừng có ôm pháp khác, đừng có thay đổi hơi thở hoặc là tu cái này kia. Còn hôn trầm thì miên á, mà giờ chưa hết giờ tu thì mình đi kinh hành, mình đi phát tâm hành niệm để cho nó qua thôi, chứ còn không phải mục đích của nó là đuổi bệnh đâu, mà để cho nó đừng có hôn trầm thì miên trong cái giờ mà còn đang tu, nó tránh khỏi sự phi thời. Cho nên mình đi cũng là cái lợi ích, cũng như là cách thức nhiếp tâm ở trên cái bước đi, cho nó quen, để khi mình nhiếp tâm ở trong cái hơi mà trong cánh tay của mình cho dễ thôi. Nhưng mà cái mục đích của mình là đuổi bệnh, cho nên bị hôn trầm thì miên thì mình cũng dùng câu tác ý đuổi bệnh. Chân trái bước
thì chân mạc bước, mỗi chân mình bước thì mình tập ý bệnh thừa hơi này phải theo chân trái mà ra, thì mình bước một bước, bệnh thừa hơi này phải theo chân trái chân mạc mà ra, thì mình bước chân mạc, cứ như vậy thì mình đi suốt, mà cái câu tác ý của mình nó luôn luôn nó kèm theo, thì như vậy nó phá hôn trầm thì miên mà đuổi bệnh. Chỉ mình đi thôi chứ mình không cần phải đứng lên ngồi xuống như pháp rèn luyện gì lực, cũng như cái pháp thân hình niệm phải tác ý từng hành động. Ở đây chúng ta tác ý theo cái kiểu đuổi bệnh, nhớ tập trung đuổi bệnh, để khi mà cái thân bệnh con nó hoàn toàn nó phục hồi nó hết thì nó sẽ ăn, nó sẽ ăn ổn được. Nó thì thầy nói như thế này để mấy con biết là cái phước của chúng ta do sự tu tập, thì cũng như ở bên nữ thì cô Quảng Kính đã bị bệnh, thầy nghe nói là bị bệnh cũng ngặt nghèo, cho nên thầy có về thầy khuyên ôm chặt pháp mà vừa qua bác sĩ chưa biết mình bệnh gì, thì do đó là người ta sẽ, nếu mình đủ duyên thì có cái bác sĩ khám bệnh rồi trị bệnh cho mình, mà mình không đủ duyên thì mình cứ ôn pháp mình vượt qua những cái khó khăn của mình xả thôi, rồi cái duyên của mình tới thì sẽ có những người bác sĩ chuyên giỏi người ta đến, người ta sẽ trị cho mình. Mà cũng như bây giờ thay vì cái con tác ý cái câu đuổi bệnh nó con bền chí rằng con sẽ thấy hết bệnh, thì không ngờ là nó chuyển cái nghiệp của con, nó chuyển nghiệp của con rồi, nhưng mà cái bệnh của con thì nó còn chứ chưa phải là nó chuyển là nó hết bệnh. Nhưng mà đụng cái có cái ông bác sĩ nào đến đây họ nghiên cứu, họ tìm hiểu Phật pháp của mình, thì nghe ra có một cái người tu sĩ ở đây bệnh thừa hơi như vậy, ông nói đó cái bệnh đó tôi biết rồi, cái thức tôi trị bệnh tôi biết, thì ông trợ giúp. Không ngờ là đó là cái chuyển nghiệp của con, cái thức nó chuyển nghiệp nhiều mặt chứ không phải là một mặt đâu, nó chuyển cái thân nghiệp của mình, nó cho hết bệnh là cái duyên mình nó phải tới cái lúc nào đó có một vị bác sĩ nào đó họ sanh cái bệnh đó họ trị. Thì cũng như trường hợp như thầy vừa về đây với thầy nghe báo cáo lại, thì Quảng Kính có một bác sĩ nào ở đó, ở đâu đó họ đến đây họ trị, thì Quảng Kính đã giảm rất nhiều và rất nhẹ nhàng, không có khó khăn. Đó là thuộc vì nhân quả, cứ mình ôm chặt pháp mình tu thì tự nó chuyển rồi, nó chuyển cho nên vì vậy nó cái chứ không phải là nó chuyển là tự cái nội lực. Bởi vì thầy nói bây giờ đó mình nhiếp tâm an trú chưa được thì làm sao mình chuyển nổi, mình chuyển bằng cái lòng tin của mình thôi, và đồng thời mình cố gắng mình nhiếp tâm như vậy thì nó chuyển cái nhân quả của mình, nó làm cho một cái người khác đến đây, có cái người đó chuyên về cái bệnh đó, người ta sẽ đến người ta cho mình thuốc uống, mình uống vô cái nó từ cái chỗ mà nó nặng thì nó làm giảm đi, rồi từ cái chỗ giảm đi nó sẽ hết bệnh, rồi từ đó mình đi vào mà tu nó dễ dàng, gọi là chuyển nghiệp. Nó chuyển nghiệp nhiều ngóc ngách của nó lắm, chứ không phải là chuyển nghiệp có một cái hướng. Các con cứ suy nghĩ như thế này, thì nói thêm để cái sự chuyển nghiệp cho mấy con thấy này. Một người tu, mấy con thấy mấy con có gia đình, có cha mẹ, có vợ con, mấy con đi tu, nhưng mà không ngờ cái sự tu của tập của mấy con nó đã chuyển gia đình của mấy con không biết, nó chuyển gia đình của mấy con, nó đem lại sự bình an cho gia đình của mấy con. Đó, thì mấy con biết cái nghiệp, thay vì cái nghiệp nó đến với gia đình mấy con phải thọ lãnh nó 10 phần, thì hôm nay nó chuyển 5 phần, nó đem đến giải quyết cho gia đình mấy con nó nhẹ nhàng, nó những cái điều mà nó xảy ra nó không có quá 10 phần vậy đó. Đó là chuyện tự, bởi vì cái chùm nhân quả của mình với gia đình nó còn gắn liền với nhau, cho nên mình ngồi lại mình bày ái kiến xử, nó khởi niệm, đó là nó trói buộc với nhau, nó trói buộc nhau trong cái chùm nhân quả. Cho nên khi mấy con tu tập thì mấy con thực hành những cái giới luật, cái đức hạnh, cái thiền định nhiếp tâm như vậy thì nó sẽ chuyển đi, nó chuyển đi làm cho gia đình của mấy con bình an nữa, chứ không phải riêng cái bản thân của mấy con nữa. Đó. Cho nên vì vậy là cái câu tác ý của Phật là cái phương pháp rất thiện, nó mục đích của chúng ta là làm cho chúng ta cái đạo đức làm chúng ta không làm khổ mình nữa. Bởi vì đạo đức của đạo Phật mà, đạo đức không làm khổ mình của người mà cái hành động mà mình tu tập như vậy là hành động làm không làm khổ mình, tức là cái đạo đức chứ đâu có cái gì. Mà cái đạo đức là thiện pháp chứ gì, mà thiện pháp thì nó phải chuyển ác pháp chứ sao, mà chuyển ác pháp để cuối cùng chúng ta giải quyết cho chúng ta hết cái cảm nội này, hết cái đau khổ này, thì đừng có ông bác sĩ nào là cái bệnh của thầy Phước Tồn tu trị 3 bữa là hết. Hay không ngờ là mình đã tu hơn 1 năm trời tác ý lia lịa, hôm nay có ông bác sĩ cho con ta thuốc uống cái hết rồi, thì không phải là mình chuyển nghiệp sao, chứ đâu giỏi gì. Tại sao ông đó ở đâu xứ nào mình có biết đâu, mà bây giờ sao ông ló mặt ra đây,
hôm rài từ hôm năm rồi sao ông ló ra ông cứu tôi, bây giờ tôi tác ý gần chết rồi, bây giờ ông mới ló ra. Nếu mà không tác ý chưa chắc ông ló cái mặt ông ra đâu, có phải không? Con thấy đó là cái phương pháp, cái quy luật của vũ, của nhân quả mà. Ở đây làm thiện mà nó cảm ứng được tất cả mọi cái để mà nó chuyển nghiệp của mình mà, chứ đâu phải làm cái chuyện được. Cho nên mấy con bền chí mà tác ý đi, thầy nói là nếu mà không chết thì thầy có bác sĩ đến để trị, mà không bác sĩ ít ra mấy con nhiếp tâm an trú được, thì bắt đầu khi mà vào cái pháp an trú được rồi thì bắt đầu bây giờ cái bệnh con này chưa hết, phải không? Con tác ý như vậy à, con tác ý à, bệnh thừa hơi này theo cánh tay mà ra thì con đưa ra, phải không? Cái thân không bệnh này theo cánh tay mà vào, con bền chí, nó vẫn thừa hơi hoài, nó làm cho con rất khó chịu, nhưng mà bền chí tu tập, nếu mà nó sanh ra không cầm tiền miên thì con đứng dậy đi kinh hành. Chứ bây giờ thôi, nó không cầm tiền miên một bệnh này thôi, để nằm ngủ giấc cho nó hạ xuống đi thì thôi rồi, nói chuyện đó là chắc là không chuyển nghiệp rồi, vì nó theo ác pháp rồi. Còn bây giờ mình cố gắng mình đi trên thiện pháp, cho nên mình chuyển nghiệp, bắt đầu nó thừa hơi, nó sanh ra buồn ngủ rồi. Buồn ngủ coi như lười biếng ghê gớm lắm, đi làm cách nó không chịu nổi đâu. Cho nên vì vậy mà gan dạ đứng dậy đi, tác ý cái bệnh thừa hơi này á, bây giờ nó căng bụng mình lên, nó đau nhất nữa chứ. À, bắt đầu cho mình nhất chết bỏ ra, không sợ đâu. Tức là mình đi, bởi vì nếu mà mình ngồi lại nó gục, ngủ, bây giờ mình đi cho. Nếu mà gục đi thì cho mày té xuống, mày chết, mày gãy cổ, mày cho rồi. Ở thật sợ, à, mình cứ đừng có sợ, mình tác ý những câu đó, làm cho cái ý chí mình vững mạnh. Cái mình bước đi thì mình tác ý từng cái câu, mỗi bước đi là mình đuổi cái căn bệnh của mình, cứ như vậy thôi. Rồi à, nếu mà sau khi nhiếp tâm kỹ lưỡng không có niệm rồi thì con đến cái giai đoạn an trú, mà con đến những giai đoạn an trú á, thì tức là mình tập an trú rồi mình phải tác ý, bây giờ nó chưa hết bệnh, nhưng mà đến khi mình an trú thì cái bệnh nó chạy mất rồi, thì rõ ràng là mình đuổi nó chứ sao. À, đây bây giờ không cần bác sĩ. Còn cái duyên mình trong cái sự nhiếp tâm á, thì đó là mình đã tu tập cái thiện pháp rồi, cho nên cái pháp nhiếp tâm nó chưa hẳn đã là đuổi bệnh, đưa tay ra đuổi bệnh chưa hẳn đâu, con hiểu nó chưa hẳn đuổi bệnh đâu. Vậy mà có người mà đưa ra đưa vô vậy mà bệnh nó đi, là tại sao vậy? Tại vì người ta hành động đưa vậy nó là chuyển nghiệp trên cái phương pháp đó nó đi, chứ không phải an trú mà đi, tại nó chuyển nghiệp nó đi, con hiểu không? Cái nghiệp người ta nó hết rồi, cho nên vì vậy mà đưa ra đưa vô cái sao nó đi. Là tại sao có người đưa ra đưa vô mấy cái nó đi, cái nghiệp người ta nó mòn nó gần hết rồi, con hiểu không? Còn cái nghiệp con bây giờ, cái nghiệp con nó phải đau một năm, mà bây giờ đưa tay ra vô vậy con biết đi sao được, nó chuyển chuyển hết. Còn có người ta nó do cái phước, rồi đến khi mà cái pháp tu nó được, cái pháp tu thì nó cộng với cái phước kia nó quá nhiều rồi, cái nghiệp nó mòn rồi, nó sắp sửa hết rồi. Cái cô này không mớ nghe dạy cái cô nhiếp tâm cô tắc ý ra, tuần lễ sau trời ơi, cái bệnh con hết thương, trời sao mà pháp hay quá. Sự thật ra thầy biết nó không phải là pháp hay đâu, nhưng mà vì cái người này họ đã cộng biết bao nhiêu cái thiện pháp mà cái nghiệp nó mòn rồi, nó mòn rồi. À, cho nên vì vậy mà cái người nào mà cái nghiệp mòn thầy dạy cái họ tác ý cái hết liền à. Cho nên vì cái tác ý đó nó hết bệnh, nó không phải là cái pháp tác ý mà cái nghiệp nó đã chuyển. Còn cái pháp mà tác ý mà đuổi bệnh á, thì nó phải an trú rồi nó mới bệnh nó lui ra. Cho nên thầy bảo mấy con an trú rồi thì mấy con bây giờ nhức cái đầu, mấy con an trú, mấy con tác ý an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô an tịnh tâm hành, cái mấy con hít vô thở ra về cái đầu nhức đi mất. Tại vì con an trú được ở trong hơi thở con quen rồi, con tác ý cái bắt đầu mắt lạnh như sư gì định quên rồi à, thì rõ ràng ta an trú được, người ta tác ý người ta vô đó rồi thì cái bệnh nào nó còn nữa. Bởi vì thầy nói là an trú là đuổi bệnh, bây giờ mình chưa an trú mình ra đang nhiếp tâm, mà nhiếp tâm thì nó chuyển bằng cái thiện pháp đó, con hiểu thầy muốn nói. Bây giờ mấy con hiểu rồi chứ gì, chắc chắn mấy con hiểu rồi à, cho nên mấy con thấy rõ ràng là cái ác pháp, cái cảm thọ vô thường á, chúng ta chuyển bằng cái thiện pháp và chuyển bằng sự an trú của nó, rồi chuyển bệnh bằng cái pháp tứ thần túc á, chỉ hét nó tiếng nó chạy, nó xách gói nó chạy không thấy đích. Bởi vì thứ này là thứ lực lượng mạnh rồi. Còn cái thứ này là thứ tầm giống gạch nhỏ này, nó không chạy. Con hiểu không? Đó, thì giờ cho nên vì vậy đó, phải ráng tập, chuyên cần ráng tập để chuyển cho hết bệnh, rồi chúng ta mới vào an trú. Mà nếu nó không hết bệnh con, thì nó sẽ gặp cái ông bác sĩ nào đó, nó cũng là trị bệnh thừa hơi con, thì nó cũng dẹp sạch.
Bây giờ tôi hết bệnh rồi thì tôi ăn trú được chứ sao? Con hiểu không? Con hiểu là thì ráng thì sao? Thưa thầy, ngay đó rồi con pháp con tu thì đối bệnh này thì con thấy những lòng tin đó. Những cái lúc mà con bị cảm cho mũi thì con đủ thời gian đi trong vòng 15 hoặc 30 phút lên hết. Thậm chí có bữa đó con buổi tối 10 giờ là con bữa đó cũng hay lạnh là con mới mở cái đơn thùng con ra lấy cái nón. Khi mà cầm cái nón đầu bị con buộc kẹp và chích ngay đầu ngón tay nhức quá chừng. Con mới nhức âm và theo khẩu thác ý con đặt cái khẩu thác ý con nhức trên thằng hành thì trong vòng hơn một tiếng thì cái nhức nó bớt thì con mới ngủ được. Thì thế mà qua những cái chuyện đối quanh như vậy có kết quả như vậy con rất giữ vững lòng tin. Đó là cái nghiệp nó ít. Thôi cố gắng về tập được rồi. Để mà tập nhiếp tâm cho được thôi. Con bị rắn cắn không? Dạ không phải. Chứ ai? Thường hay thầy dạy con tu với Phật đã nên niệm nên là kim cái lời rắn mà rắn kim màu xanh đất quế. Anh ta vô anh ta ở ngay trong thất mà con 18 thì từ ngày đó gì bấm con 18 thì có 2 lần nhưng mà anh ta cũng nghe là con phải để nhưng mà tính thằng con thì bệnh vùng vào đó bệnh tính là được đồng nào dạy là mình là người hiền tú thì làm thế gì có chuyện gì nhưng mà con được vẫn bình thường nhưng mà thầy dạy con thì hiện tượng là hiện tượng à, con muốn hỏi thầy cái hiện tượng hiện tượng mà con rắn vào trong thất con là nó ở trong thất con, nó là bạn bè con chứ gì, nó là người thân của con chứ gì, nó có gì đâu mà sợ. À, bởi vì tất cả những cái điều mình ở đâu là những cái người có mang cái nghiệp chung nhau. Cho nên những cái loài vật mà xung quanh mình, rắn, rít, bồ cạp hay này kia rồi đó, đều là nó nằm ở trong cái nghiệp của nhân quả. Nhân quả, đời trước á, mình cắn xé người ta thì đời nay nó rắn, rít, nó vô thất mình, nó cắn xé mình lại. À, để mình trả quả. Vì vậy cho nên vì vậy mình chẳng sợ. Mà mình không sợ tức là mình trả cái nhân quả của mình. À, mình không sợ, nó không cắn xé đâu bởi vì mình sống thiện, nó chuyển, nó không cắn mình. Cho nên con rắn vào thất con nó ở, đó là nó có cái duyên nghiệp đời trước con. Cho nên vì vậy tại sao những con rắn khác nó không vô ở, con rắn đó nó ở. Nó có cái duyên, nhân quả với con. Cho nên nó ở mặt nó. Mà nếu mà con sợ hãi, con đập nó, tức là con tạo cái ác pháp. Con tạo ác pháp. Cho nên con không đập, không gì hết. Không đuổi, không xui hết. À, muốn ở, ở, muốn đi, đi. Quyền, nhà tao đó, chứ còn mày muốn ở, ở, đi, đi, tao không có cần thiết lắm. À, do đó mình ở. Còn nếu mà con có ngủ rồi nó xuống cắn cổ con không sao, đừng sợ gì hết. Nếu mà nghiệp mà nó cắn thì nó đeo cổ cắn kệ nó, tạo vui vẻ. Cho nên vì vậy mà chấp nhận, hiểu được nhân quả, không sợ một vật gì trên thế gian này hết. Mà mình không làm hại, bởi vì hiểu được nhân quả thì không làm hại con vật nào. Con bù cạp nó vô trong thân mình kệ nó. Chứ còn thầy thấy có người lấy chổi đùa ra chứ ở đây lưới quớ rồi chắc mà đạp cắn. Không phải chút nó cũng đi rồi phải không? Mình không có duyên nó cắn rồi giờ nó đi dưới giả lại cái mình thấy nó hay bị cắn mình đau đó thì luôn lúc nào mắt mình cũng để ý nó hết, không dám rời. Cho nên nói chung đó là lưu ý đến cái đối tượng mà có thể gây ra cho mình đau đớn, mình không đập, không xua đuổi, không này kia, nhưng mình vẫn lưu ý đó là đức cẩn thận. À, mình thiếu đức cẩn thận tức là tại sao mà có người á lại đạp con bù cạp nó cắn mình liền, à, hoặc là nó ở đâu trên mấy nhà nó rớt xuống cổ mình cắn liền, nó là cái nhân quả mình trả. Còn tại sao bây giờ nó rớt ở đâu mình biết, bây giờ tôi thấy đó, tức là mình với nó chưa có nhân quả. Cho nên vì vậy đó là cái đức cẩn thận của mình luôn luôn dè dặt cẩn thận. Ở thất mình vừa có con rắn, ở thất mình có con bù cạp, cho nên vì vậy thường thường mình đều tránh né trước cái sự đụng chạm của nó, chứ không phải mình xông pha, mình dặm đạp lên nó hoặc là mình chọc tức nó, mình không có. Mình tránh né cho nó yên mà mình cũng yên. Đó là cách thức của cái pháp cẩn thận đối xử cả hai bên. Cho nên mình không làm động nó cũng không làm động mình.
Nhưng mà cái thời gian nó sống chung nhau để mà trả cái nghiệp trong cái thời gian đó, nó bởi vì nó làm mình động tâm rồi, nó có cái trả cái nghiệp. Do đó thời gian sau nó hết rồi, nó sẽ đi mất rồi. Con cứ để đi, nó ở thời gian sau nó mất rồi, nó đi. Nó không có ở hoài với con đâu. Vì mà hết nghiệp rồi nó đi. Nó hết cái nghiệp, cái duyên nghiệp chung nhau trong khoảng thời gian nào đó nó sẽ đi. Cho nên khi các con có nghe khi mà thầy tu ở trong cái thất của thầy ở đó, có hai con rắn nó đến ở trước cửa thất thầy, là hai con rắn mà thầy đã cứu nó ở dưới giếng. Nó đến nó ở đó, tức là có cái duyên thầy đã cứu nó. Cho nên nó đến, khi mà cuối cùng rồi nó đi, nó nhả cho thầy cái cục ngọc. Thực thật là ngọc rắn có hay không? Có chứ không phải không? Thầy thấy rõ ràng là nó nhả cục ngọc hết rồi. Rồi từ đó về sau thì hai con rắn đi đâu mất không biết nữa. Nên đi chỗ nào thì không biết nữa. Nó cho nên vì vậy nó có cái duyên ở gần. Hồi đầu thấy nó lớn, nó bằng vùng tay thầy, nó lớn. Mà nó ở thì thấy cũng sợ. Nhưng mà thầy nghĩ rằng mình tu hành mà sợ. Do đó thì không sợ nữa. À, cuối cùng nó ở một thời gian sau rồi, nó nhả ngọc rồi, nó bỏ đó rồi nó đi. Nó đi thôi, không có gì hết. Thì mấy con thấy cuộc đời tu hành của mình quá hạnh phúc. Mình có làm ác gì đâu, cho nên rắn cũng không cắn. Mà rắn rớt dưới thì mình bị vớt nó lên. Mà mình đâu có dám mà ôm rắn vớt lên đâu. Thầy khôn hơn là thầy thấy lấy một cái tre về, thì đút ở dưới giếng. Rồi con rắn nó theo cây tre đó mà nó lên. Nó lên, nó khỏi ở dưới nước. Mà con hiểu. Thầy cứu nó bằng cái một cái cành cây, với thầy thấy rắn thầy đâu có dám nắm nó. Mình đâu có phải là thầy bắt rắn đâu mà dám rõ. Mà cho nên vì vậy mà thầy cứu nó bằng cách là thầy đưa nó cái cây xuống. Con mèo con chó nó tới cái giếng thì thầy xuống giếng thầy bắt nó lên, chứ còn con rắn là thầy không dám. Nhưng mà thầy muốn cứu nó thì cho một cái cây xuống giếng nó bò nó lên. Còn con ở đây bây giờ nó vô nhà mình, nó là thứ nhất là nó bạn đồng tu của mình rồi. Mình đừng nghĩ xa hơn. Vì mình tu thì chắc có lẽ nó vô nó cũng học cách thức con tu tập. Cho nên con tu tập cho nó thấy, để rồi nó về nó tập tu cái gì đó. Gieo cái duyên đó. Mấy con thấy trường hợp đó đừng có sợ gì hết. Không có cắn, không có xé gì đâu. Mà lỡ mà rắn cắn chết bỏ.